Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thân nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa ba anh chị, hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà của bác Quang, là bác có gửi cho em Quân với lại ông bà, lại thêm bé Hiếu nữa. Đấy, hôm nay thì cháu Lực là tiện thể là đi xuống nhà em Quân và có gửi cái phần quà tới cho em Quân luôn cô bác ạ. Thời tiết mưa gió thì có vẻ như đi thì cũng đường hơi trơn trượt một chút của bác. Nhưng mà khi mà cháu Lực nhận được phần quà của các bác gửi tới cho những hoàn cảnh nào thì cháu Lực không có ngần ngại cái cung đường hay là thời gian cả. Được các bác tin tưởng và yêu quý cháu Lực, gửi cho cháu Lực để mà cháu Lực đem tới cho những hoàn cảnh thì đó là một cái điều mà phải nói là đối với bản thân cháu Lực thì cực kỳ là vui mừng luôn. Đấy, khi mà cháu Lực đi vào thì trao được những phần quà tới tay cho các em và nhìn thấy nụ cười của các em thì cháu Lực cũng rất là vui mừng, thì không có sợ là như thế nào cả. Có rất là nhiều các bác ở trên kênh nói với cháu Lực rằng là nên tìm một cái người bạn mà đồng hành đi cùng. Nhưng mà thật sự ở trên quê thì cô bác ạ cũng không có ai ở nhà cả. Có lần những lần thì là cháu Lực nhờ được người ta đi cùng. Còn cái hiện tại mà cái thời điểm mà cái kênh của cháu Lực cô bác thì các bác cũng biết rồi, cái lượng khán giả thì theo dõi thì cũng có khá là ít thôi. Cho nên là cái phần tiền mà để mà chi trả cho người bạn đồng hành đi với mình ấy, thì chắc là nó cũng không có được bao nhiêu cả. Cho nên là ai cũng muốn là tìm cho cái bản thân của mình một cái con đường riêng. Đấy, bây giờ thì cháu Lực đi xuống nhà của em Quân thì cháu Lực sẽ ghi hình sau cô bác nhá. Tay cùng dê thì hôm nay mưa quá là chắc cho nó ăn cỏ thôi nhở. Dạ ạ. Nó nhỏ mà chập. Dạ. Ồ, cùng với phần nhà đấy, cùng à. Đấy ạ, ông với lại Quân thì thời gian này thì có vẻ như là khá là bận rộn hơn cô bác ạ. Khi mà có thêm là ba con dê với lại thêm là lợn nữa. Hiếu thì có đi học không? Có. Có à? Vâng. Đi học đủ man rồi. Thời tiết mấy hôm nay thì có vẻ là lạnh hơn rồi, thấy ông bà là mặc thêm rất là nhiều cái áo khoác này. Bé Hiếu thì đi học rồi đúng không? Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Đấy, vừa rồi thì bà có nói với anh là bé Hiếu bị mất cặp à? Vâng ạ. Hiếu làm thống cắp à, Paul? Làm ạ, làm em. Đi tôi đi trường hay làm nào? Tôi trường có giáo học, tôi này là ta đánh lúc tôi đi thảo. Tính thảo đánh lúc làm nào, tính cắp có làm nào. Bà vừa nói rằng là bé Hiếu hôm nọ là đi học với cô bác là để trong để cặp với lại quần áo ở trong ba lô, thế là không biết là không biết là ai là lấy mất đi rồi. Thế là bây giờ bé Hiếu không có cặp nữa à? Không ạ, hôm qua cô giáo lại cho cái mới. Hôm qua cô giáo cho cái mới á? Vâng. À, cái cặp đỏ đỏ kia đúng không? Vâng. À, hôm nay thì anh xuống thì cũng có
nhận được một cái phần quà là đây là của bên bác Quang của bác ạ. Quân thì bỏ cái tấm trên này ra đây mà. Ôi tay Quân bị làm sao đấy? Lúc đấy dao chọc xuống ạ. Ôi cẩn thận chứ. Đấy, bàn tay của Quân thì là bàn tay mà lao động nhiều hơn của bác, cho nên là trên bàn tay có rất là nhiều những cái vết sạn. Đấy, cả ông với bà không thế. Bà thì có được nhìn thấy là những cái mạch máu này đã hở hết cả lên rồi cô bác này. Cả ông cũng vậy. Đấy, ông thì hay thường là đi lấy cỏ rất là nhiều, cho nên là cháu được nhìn thấy là trên cái bàn tay của ông thì da đã bị gọi là như kiểu cỏ cứa hết rồi. Và đấy, người gửi là của bác Lê Quang ở Hà Nội. Đấy, số điện thoại với lại người nhận thì là Lê Văn Lực. Còn nhờ cháu Lực là chuyển đến cháu Quân với lại ông bà và em gái tên là bé Hiếu ấy. Đấy, bây giờ thì Quân có mở trong thùng quà ra xem là bên trong có những cái gì. Đúng không ạ, thì anh cũng nhận được một cái thùng là của bác Quang là gửi tới cho em. Cẩn thận nha, dao ấy, cẩn thận nha. Đấy, ôi ôi, bác có vẻ như là bọc rất là kín này. Wow. Ôi ôi, toàn là bánh rồi. Đấy. Mở ra thì có xem cả hộp, với như cả hộp là bánh hay sao á. Đây, bác thì khi mà gửi cho bác này, bọc rất là kín này. Bóc xem là bánh nào mềm mềm thì bóc cho ông với bà là ăn luôn. Hình như thùng quà này là ở trong thì chỉ có nguyên là bánh kẹo thôi đúng không? Vâng. Cái bánh kẹo này thì đừng để bé Hiếu nhìn thấy một lúc luôn nhá. Vâng. Còn cái kẹo này là kẹo sâm này, cho ông với bà là ngậm là rất là thơm này. Đấy. Cho ông với bà là cái lúc mà đi làm ấy thì là ngậm cái kẹo này vào. Vâng. Cái kẹo sâm em chỉ lấy ngậm thôi nhá. Vâng. Xem bánh nào mềm mềm thì lấy cho ông với bà. Nguyên một thùng đồ là kẹo thôi đấy. Này đi, bà đã phò và dù thùng xuống lên. Là hồi thì Hiếu thể nâng lế, chứ Hiếu thể nâng lế đi tổ chín mà tọc. Ừ, chơi là chơi. Đi bảo chẳng chi ổ. Thôi bà đi hơi chín nào cho hơi. Chơi lễ, mời ông với bà là ăn trước đi. Này bóng dù Hà Nội tớ gửi mà thơ Quân này, thơ cúng này, thơ phò này. Ừ. Bóng găng ăn á, cũng ta phò mi chiên lên cao bột sơ thứ này. Chúng này chín, nếu bóng chiên lên bóng một phạc mà bóng gì cần qua mà thơ chơi. Ừ, cái đây chứ là phò cái đây à, bốn nhỉ. Đấy, để hết vào trong này đi, đến lúc mà lâu lâu thì lúc mà đi làm về ấy, đi làm về thì ăn một hai cái cho nó đỡ đói. Ở đây thì có hay trẻ con đột nhập vào nhà để tìm đồ đạc gì không? Có à? Thế thì phải để lên trên cao nhá, để lên trên cái gác nhà kìa. Đấy, chân gọn vào. Đấy, và phải nói là xin cảm ơn cái tấm lòng của bác Quang ở Hà Nội rất là nhiều. Đấy, bác cũng biết rằng là khi mà gửi tiền cho em Quân thì đến nếu là để mà mua bánh, mua được thùng to này thì em Quân với lại ông bà không có nỡ mua, là dùng cái tiền đó để làm cái việc khác. Đấy, những cái việc khác là như mua gạo, mua mắm muối với chính này. Nhà Quân thì hiện tại là gạo thì còn không? Còn là phải lấy nhà đi xét luôn. Là vẫn còn thóc đúng không? Vâng. Giao thì cất đi đi. Còn thóc thì còn độ bao nhiêu bao? Nếu mà hết thì bảo với anh để mà anh mua vào cho nhá.
Đây, phần quà này là của bác Lê Quang nhá. Lê Quang ở Hà Nội. Đợt nọ thì bác có gửi cho em là một thùng rồi đấy. Con thay mặt ông bà với em, con cảm ơn bác rất nhiều. Con chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Sang năm mới, con chúc bác luôn mạnh khỏe, luôn luôn sức khỏe, luôn dồi dào, luôn làm việc thành công. Con cảm ơn bác rất nhiều. Cũng thật phò hát của nông, cảm ơn phong cắm rồi. Phò hát rất của nó phò. Phò một câu hát đi. Phò hát của nông ạ, của nông ra đi phò. Ây dồ. Nào đây mình. Ừ à, giúp đỡ đầy mi chợt thuộm vô ba bài chính xác là hốc trời vi hình chưa cá hơn tôi cũng càng cá hơn pho lấy càng có ở đây chú có pho chú có cũng nay chơi cái bác Lê Quang bác ấy gửi bánh kẹo mà hợp pho chơi cũng hát khảo cảm ơn phong cảm ơn cũng cảm ơn lúc lan ổ lên tân đăng làm tân xây làm tân lên ông thượng lo ma hậu chính lên về này hơn. Vừa rồi thì nghe ông nói là ông bị đau lưng à? Cũng tân đăng xây á? Đi cùng bộ áo dài ta nữa cũng đấy à? Ông thì là bị hiện tại là bị đau lưng của bác ạ. Đấy, vừa rồi thì ông với bà cũng gửi một lời cảm ơn tới bác Quang với lại tất cả khán giả mà trong thời gian qua đã luôn luôn yêu quý và thương hoàn cảnh của em Quân với lại ông bà nữa. Thật sự ra thì ông với bà rất là biết ơn khi mà các bác giúp đỡ gia đình của em Quân. Cô bác có thể nhìn thấy, nhìn trên nét mặt của ông với bà thì hầu như là phải nói là già trước tuổi đi khá là nhiều, phải lo lắng từng chút một. Và cái nỗi khổ thì ông với bà là không thể mà nói được hết lên một cái thước phim gì cả, có thể là viết lên được một trang sách đó cô bác ạ. Xin cảm ơn các bác đã yêu quý gia đình của em Quân rất là nhiều. Như cô bác có thể nhìn thấy là ở trong một cái ngôi nhà mà trước kia bố của Quân làm ấy là chưa có được hoàn thiện đâu, cũng còn rất là dang dở. Đấy thì trong thời gian tới thì cháu Lực mong là sẽ có duyên gặp các bác mạnh thường quân trong nước và ngoài nước ủng hộ tới gia đình của em Quân để cho ông với bà được vui vẻ nốt cái quãng đời còn lại. Biết rằng để cho ông bà biết là khi mà ông bà sang thế giới bên kia thì em Quân có một cuộc sống đầy đủ hơn. Nhưng là tôi tìm đấy, vừa rồi là cái phần quà của bên phần quà của bác Quang nhá. Và bây giờ tiếp theo đó thì anh có nhận được một cái phần quà là của bác Đào. Bác Đào, bác ở Biên Hòa. Đấy, bác Đào, bác ở Biên Hòa thì có gửi cho anh là 1 triệu đồng. Đấy, 1 triệu đồng này thì bác có nói với anh là sẽ gửi tiền cho em và bé Hiếu là mỗi người là 500 ngàn. Đấy, là bác Đào, bác ở Biên Hòa nhá. Bác có nhờ anh Lương Trần Đinh Khang là gửi cho anh là 1 triệu đồng là vào ngày 27 là vào ngày 26 tháng 2. Đấy thì đến hôm nay là ngày 29 rồi thì anh mới lên gửi cho em được. Đấy. Có thể là hiện tại cháu Lực đang ghi vào ngày 29 nhưng mà đến ngày 30 thì cháu Lực mới đăng tải được thước phim đấy lên cô bác nhá. Đấy. Bóng ảo gửi hờ Quân Tà Hiếu con Hà Bạc. Ừ, vô cho chúng này là ừ. Nào thơ lộ ừ. Bên nhà mới chiến hàm ấy thì con nhập thằng con ấy sao thì dính của bà. Còn Lý chiến Hà Bạc này, Lê có thể là nói với bà trước. Hà Bạc này, Lê hơi tí hữu, Lê có thể là hơi tí hữu hoặc phải đóng tọc từ ở phò. Đấy. Đấy, ở đây chiến này Lê phải chờ hơi, bóng hồ và hơi và si bây giờ nó lấy hoa thì hữu đóng tóc thử o đấy. Còn 500 của Quân thì Quân sẽ để là để dành sau này em cần những cái cần mà mua vật dụng gì hay là những gì mà cần thiết thì là Quân sẽ mua nhá. Đấy, ở đây thì khoản này là đây là anh đưa cho em là 1 triệu là 1 triệu nhá, là của 500 là của em, còn 500 là của rồi. Bây giờ thì em
thay mặt là em với lại bé Hiếu gửi một lời cảm ơn tới bác Đào, bác ở Biên Hòa nhá. Con thấy em gái, con chúc bác, con cảm ơn bác đã gửi tiền cho con. Con chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Đấy, khi mà các bác gửi tiền cho thì là em phải biết tiết kiệm để mà gìn giữ, để mà mua những cái gì mà cần thiết nhất nhá. Đối với em, số tiền mà 500.000 thì em có cảm thấy là nó lớn không? Em có. Đấy, đây là tấm lòng của bác Đào, bác ở Biên Hòa, là gửi cho các em. Là bác là không có gửi bảo anh mua vật dụng gì cả. Bác muốn gửi tiền mặt cho em với lại bé Hiếu. Đấy, còn bé Hiếu thì là tiền này sẽ là dùng mà tiền mà để mà đóng học của bé Hiếu, cũng như là bé Hiếu thích cái gì thì có thể là mua cho bé Hiếu một cái món đồ chơi hay là cái gì đấy nhá. Còn của em thì có thể là em mua một bộ quần áo. Đấy, một bộ quần áo cho bản thân của em. Đấy, còn ông với bà thì em xem là ông với bà cần mua cái gì thì mua cho ông bà thêm là một ít nhá. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói là phần quà này là của bác là gửi riêng cho em Quân với lại bé Hiếu cô bác nhá. Thì hôm nay thì Quân có đi đâu làm thêm những cái việc gì không? Đấy là em đi ruộng kia, cuốc bừa ruộng. Cuốc bừa ruộng à? Một tí nữa đi lấy mấy cây về cày. Lấy mấy cày là hôm nọ là trong thời gian qua em đi hộ được đúng không? Vâng ạ. Anh nhìn thấy đằng sau kia thì có vẻ như là thịt lợn thì hôm nọ là có khá là nhiều đấy nhỉ? Vâng. Trước là chú ra mổ đi cho mỗi người mình. À, là cái con lợn mà mổ cái đúng không? Vâng. Là chú bảo là không có nuôi nữa. Vâng. Nhưng mà tại sao lại không có nuôi, nó không có con được hay như nào? Không có con được. Không có con được à? Vâng. Thế là mỗi người, thế là mỗi người là một nửa đúng không? Vâng. Thế là cái số thịt này thì nếu mà để ăn thì rơi tầm mấy tháng thì hết? 3-4 tháng. 3-4 tháng à? Vâng. Thế thì để cách treo như này thì nó cũng khá là hợp lý của bác ạ. Tại ở trên vùng cao thì hầu như là khi mà mổ lợn ấy, có thịt lợn ấy, thì đều treo như thế hết cả. Để trong thời gian tới thì chắc chắn là cháu Lực sẽ không phải là mua thịt thà cho em Quân nữa. Nếu mà mua thì chỉ có mua là những cái thức ăn khác thôi. Chứ là họ gọi đi ăn, họ không cho. À, họ không cho ít. À, là người ta mổ lợn thì người ta cũng khi mà mình về thì thường là cho đúng không? Vâng. Thế là một tí nữa thì xem là anh em Quân có còn là đi làm việc gì thì là đi làm nốt nhá. Về đi làm thì chú ý sức khỏe tới cái bản thân của mình một chút. Ở đây thì đằng sau của em thì không phải là không còn ai nữa cả, mà còn là ông với bà này, bé Hiếu này có rất là nhiều. Đấy, anh thường hay nói ở trên kênh, nói là Quân là nuôi tới 4 miệng ăn. Thì là điều đấy nó là điều đúng cái sự thật rồi. Đấy. Hôm qua mưa thì đằng sau này lại sạt hay sao ấy nhở? Đi vào xem nào. Ôi rồi, chỗ này thì sạt từ hôm nọ rồi. Còn ở bên kia anh thấy vừa mới sạt này. Ôi, rất là may là hôm nọ là chặt cái cây kia là sớm ấy. Nếu mà chặt muộn cái là nó sạt xuống rồi. Đấy, cái cây này mà là còn mới gọt nữa. Còn mới dế nó một chút ở bên kia thôi. Vâng. Hôm nọ mà nếu mà không có chặt nhanh cô bác này thì cái cây này chắc chắn là nó sẽ bẻ luôn cái tảng đất này mà ra phần là phía nhà của em Quân luôn cô bác. Vâng. Rồi càng ngày càng sao chỗ này càng ngày càng sạt nhiều đấy Quân. Vâng. Sợ rằng là nó sẽ sạt từ trên kia xuống không? Đây à, về góc bên này thì cũng không sợ nữa đâu, thì sợ mỗi bên này thôi. Sợ mỗi bên này à? Vâng. Bên này nếu mà sạt cũng chỉ đến đây, đến chỗ chân mình thôi. Chỗ này thì có vẻ như là trước kia là gia đình bố của Quân cũng có đào khá là rộng cô bác ạ. Đây rất là rộng rãi. Đây ngôi nhà mà phải nói sóng trong cái nỗi lo sợ này cô bác ạ. Khi mà đằng sau càng ngày càng sập. Ở đây thì chắc là trước có đào một ít thôi nhỉ, bây giờ cách còn khá là xa rồi. Trước thì Quân cũng có là là hót đi rồi cô bác ạ. Hót đi thế là bây giờ lại lên thành một đống rồi. Dê thì thả ở chuồng đấy à?
Đấy, hai anh em mình đi hả? Để bên kia hơi trượt là bây giờ em là phải cày xong, cày xong là em lại về để bên này. Cày xong lại làm ở dưới chuồng nhà này à? Vâng. Làm ở đây thì có vẻ là rộng hơn. Cái chỗ này thì có vẻ là hơi hẹp nhỉ. Anh em mình đi xem một chút. Dê thì có bị làm sao không? Không ạ. À. Không bị đúng không? Đấy, cố gắng mà nuôi nấng dê. Bò thì cũng, bò bê thì cũng vừa có, lợn thì cũng có. À, hiện tại là anh với con đang nợ Quân là thêm là một con lợn đó nhá. Đấy, bây giờ thì được Quân là để ở đây này cô bác này. Hôm nay thì cho nó ăn cỏ thôi à? À. Đấy, con to to bên kia thì là đang chửa được 2 tháng cô bác. Còn con bên này thì nó đang thay lông. Vâng. Con bên này thì đang nhúng nhúng. Hai con dê này thì khi mà cháu Lực đi mua về thì cũng là được người ta đánh giá rất là cao. Con này thì đang thay lông thì có vẻ như là hơi xấu một chút. Đấy, còn hai con kia thì được người ta đánh giá rất là cao. Thậm chí là mình mới mua về đã người ta đã gả cho mình một cái giá lên cao rồi. Con này là mua 2,5 triệu nhưng mà đến lúc mà lên thì người ta lại giả cho là 3 triệu. Con này thì là người ta cũng giả cho là 3,5 triệu thôi cô bác. Mặc dù con này nó là nó ít, nó nhỏ tuổi hơn nhưng mà cái lông của nó đẹp đẹp hơn đấy. Người ta nhìn người ta đánh giá về cái lông của nó nữa. Bây giờ chỉ đợi lúc nào dám lấy đi. Đúng rồi, hiện tại thì đang mưa như này thì chắc chắn là không có thể mà mình cho nó đi ăn được. Tại vì là dê thì nó không ăn, nó không đi ăn cỏ mà nó bị dính nước quá, nó ăn khô ấy. Đấy, ở phần phía nhà bên này thì là được mượn của nhà chú để mà để gia súc này cô bác này, cũng như là gà với lại bò với lại dê. Tất cả mọi cái thì cũng đều đang được làm qua thôi. Hiện tại thì cháu Lực cũng đang gây cho Quân một cái quý. Thì bây giờ hiện tại là cháu Lực đang cầm quý của Quân thì gần là 90 triệu rồi. Và khi mà nếu mà cháu Lực và đi vào làm nhà đấy thì cũng được chị Giáng My là hỗ trợ thêm 20 triệu nữa thì cũng được hơn là hơn 100 rồi. Đấy, khi mà gia đình của Quân làm hết xong mọi cái thì có thể là mình tiến hành và đi vào làm được. Đấy, bây giờ thì đang chuẩn bị là phân vân xem là làm lại ở chỗ nhà cũ hay là mình sẽ đi lên trên nền nhà mới để mà mình làm. Nền nhà cũ thì cũng có ngôi nhà khá là lâu ở đây rồi cho nên là mình sẽ có thể là nó chắc chắn đấy các bác. Đấy, bây giờ sợ đi đào nền nhà mới thì đào phải cái đất mà nào mà nó không có được ưng ý thì sợ là nó sẽ bị sạt hay là như thế nào đó thì cũng chưa có dám là khẳng định trước. Bây giờ nếu mà được làm thì lại phải đào trên kia xuống nữa, là mấy chú bên này cũng ra hộ, hôm trước là em cũng ra hộ. Nếu mà được làm thì cho mấy chú kia ra hộ đào đất này ra. Là mình mấy đứa mình làm thì nó làm thỏa một chút. Và cái vấn đề đấy thì thời gian nữa khi mà như thế nào thì anh sẽ đến lúc đấy thì anh sẽ nói sau, chứ còn bây giờ thì hiện tại là anh em mình chưa có thể là nói được nhiều đến cái vấn đề này cả. Đi cắt những cái cỏ lên cho nó à. Bác Chiêm bảo là khi mà mình trồng cây ấy, thì có thể tận dụng lại vun cái này, này để mà trồng ngô trồng đậu vẫn được. Ôi trèo cẩn thận nha chỗ đấy. Đây là của nhà đằng sau chú đi, chú cho cát đâu? Chú cát đúng không? Bây giờ thì đi cắt cỏ liên tục rồi nhỉ. Vào cái mùa này thì nó là cái mùa mà cỏ nó chuẩn bị phát triển rồi, cho nên là mình nuôi bò với lại nuôi dê thì nó cũng thoải mái hơn chút. Để có thể là Quân cuốc ở góc cây này mình trồng cái cỏ kia đó. Trồng cái loại cỏ voi ấy.
Vậy Quân này với lại ông thì cháu được nhìn thấy là trên tay là có rất là nhiều những cái vết mà cỏ cứa vào cô bác. Đấy là do mà khi mà Quân đi làm ấy, đi làm thì bị những cái cành cỏ đấy cứa vào. Ở đây thì nếu mà một người ở trên vùng cao cô bác nhìn mà ra tay mà không có bị cái gì cứa vào ấy thì là những cái người đấy mà người ta hay không đi làm ấy đâu. Còn những người mà lúc nào bàn tay cũng to to này, xong là trên da bàn tay mà lúc nào cũng có những cái vết cắt ấy thì là những người đấy mà rất là chăm chỉ. Cháu Lực cũng nhìn thấy là em Quân là có biểu hiện, có cái vấn đề mà có cái gọi là cái sự mà ở trên đôi tay của em ấy có rất là nhiều những cái vết cắt. Chỗ đằng sau nhà Quân này thì anh nghĩ rằng là cái đất này chắc chắn là sau này nó sẽ bị sạt thêm xuống. Mấy nữa còn là vào cái mùa mà mưa nữa, vào cái mùa mưa thì nó sẽ bị nhiều hơn. Dê chỉ ăn được như thế thôi chứ dê. Để nó xuống. Đây, bê ôm đi luôn à. Quân thì vừa lên lấy cỏ xong là vừa chăm sóc cây nữa. Quân thì cũng có một người chú hàng xóm là cũng rất là tuyệt vời. Cũng khi mà đi làm xa thì cũng có để lại nhà cho Quân để mà cũng như là xem nhà cửa, cho mượn tất cả mọi cái từ nhà này cho đến là chuồng nữa. Này thì bò có ăn không? Có à? Nhưng mà đây lấy cho dê. Cho dê à? Thế là bò là không cho à? Bò tí. Đấy thì cho. Dê thì để cả dê thì hầu như là nó như kiểu là nó thuộc dạng là tự nhiên đấy, cho nên là mình để như thế thì nó mới ăn nhờ. Cái con nào con nấy thì đều ăn rất là khỏe. Mấy nữa mà làm chuồng xong thì sẽ không có phải là buộc như này. Hiện tại chuồng thì vẫn còn khá là đơn sơ thôi. Cố gắng là sang năm sau là có thêm một đàn dê thành ông chủ đấy. Ông chủ làm trang trại nhân rộng ra đấy. Anh chuẩn bị vẽ cho Quân là một cái con đường mà nó không phải là ngắn đâu mà con đường mà lâu dài luôn. Sau này cũng mong muốn là làm sao mà khi mà được các bác giúp đỡ thì cháu được lên thì thấy là nhà cửa sum vầy và đông đúc lên thì điều đấy các bác rất là thích. Ôi dồi ôi, con bò này nó chui được đây à? Bây giờ thì bò con thì cũng có, con bò to thì vẫn là của người khác. Theo như người ta nói là mình nuôi giói của bác. Bây giờ nếu mà Quân đem con bò này đi trả thì sẽ con bò B kia thì sẽ là nuôi mỗi người một nửa đấy, nhưng mà người ta cũng đồng ý là lứa đầu thì là cho mình hết, còn là cái lứa sau thì là mình sẽ đem cho người ta đấy, nhưng mà cũng là một nửa các bác nhá. Hình như đây là cũng là một cái cây thuốc Quân nhỉ. Đấy, ông của Quân thì cũng có biết là hái thêm mà một chút là thuốc nam đấy cô bác. Cái này thì hình như là nếu mà để mà quốc gia ấy thì là lấy cái rễ của nó là hầm với lại xương. Đây lấy ở bên đấy nữa à? Ở nhà Quân thì dưới này cũng có một cái ao mà trước là chưa có được đi vào hoàn thiện. Cái ao này sau này mà đến cái mùa mà có con vịt đấy nhỉ? Bắt rồi thả đây xong là mua dùng cái lưới mà quay thôi. Ôi không dùng cái liềm à?
Đưa tay nhá, cẩn thận đấy. Đấy, sau này mà ở như góc cây kia Quân kìa. Mình đi lấy cái giống cây, giống cỏ này về mà trồng ấy. Vâng. Cái này là ông trồng lâu cho Quân cái này ấy. Đây là lâu rồi. Lâu rồi à? Vâng. Như là em học lớp 4 ông đã trồng đến bây giờ rồi. Lớp 4 đã trồng đến bây giờ. Vâng ạ. Lúc em lớp 4 là trồng ở đây xong rồi bây giờ lại lấy cái đây. Cái nguồn nước này là nguồn nước mà bẩn ở trên kia thôi nhỉ? Cái này sáng nay Quân là ra kia là để đắp cái bờ kia à? Vâng ạ. Vậy từ khi có đàn dê này vào thì có vẻ như là Quân thì bận rộn hơn đấy. Không cho nó ăn cỏ no thì nó lại gầy. Nó lại gầy lên sau khi mà anh lên chia sẻ mà thấy dê mà gầy thì các bác lại rất là buồn. Rất là buồn vì tại vì là vì sao? Vì Quân ở nhà lười. Đấy. Các bác chỉ cần theo dõi những cái hành động, những cái thước phim mà anh đăng tải lên thì các bác cũng đã biết là con người của các em là nó như nào. Khi mà các bác đặt niềm tin ở mình ấy, thì mình làm sao mà đừng để cho các bác là thất vọng hay là như thế nào về mình cả. Có cái liềm, dùng cái liềm cắt đây, cái đấy cứng hơn đấy. Hay là mới đầu có dê cho nên là hăng hái đấy. Không ạ. Không à? Vâng, tại vì ở nhà có việc tí lại phải đi cày, là phải lấy nhiều một tí à. À, thế là một tí nữa em lại đi lấy máy cày về đúng không? Vâng. Đi lấy máy cày về để mà cày để mà mình trồng ngô đúng không? Vâng. Bây giờ ông ở nhà thì lấy cỏ cho bò. Ở nhà là chỉ đứng lên lấy cỏ cho bò thôi đúng không? Vâng. Cậu chỉ lấy chỗ lại. Cũng à. Cái chỗ bên này thì chỗ ngủ của ông thì cháu Lực cũng nhìn thấy là có ngôi nhà. Nhà bên này thì cũng như theo Quân nói, vào đến cái mùa mưa bão thì không dám cho ông ngủ bên này đâu. Một tí lấy máy cày lấy ở tận đâu Quân? Cái chỗ nọ tiếp dưới kia. Dưới ruộng dưới kia. Cái ruộng mà ông nọ em đi hội nhà chú kia đúng không? Bây giờ thì Quân đi bộ đi lấy hay là cùng chú để đi xe máy đi? Đi bộ. Đi bộ à? Vâng. Thế đi đường nào ấy? Đi đường bên kia đi ạ. Đi đường bên kia đi à? Vâng. Đi bộ từ đây đến xuống dưới thì mất tầm bao xa? Không, tầm 30 mấy phút thôi. 30 mấy phút à? Thế cũng đi khá là xa đấy nhỉ? Thế mà có đường xe máy đi vào tận đấy được không? Có. Và đây là ông để lấy bà lấy cho lợn đúng không? Thời tiết còn đang mưa phùn đúng không bác ạ? Đấy, hôm nay thì cháu Lực xuống thì cũng có đem theo là những cái phần quà mà của các bác gửi tới cho em Quân cùng với lại ông bà nữa, bé Hiếu nữa. Đấy, ông thì đã đun nước chè là đợi ở đây cô bác. Cỏ này là dùng để cho bò đúng không, cỏ này? Vâng ạ. Cỏ đấy thái thì chắc là hôm trước là
đi nhà họ, nhà họ nuôi thì họ không lấy thái cỏ cho ăn hay sao ấy. À là nó không ăn đúng không? Vâng, nó tại không vì ăn. Dê này thì nó cũng là vừa mới dê, nó vừa mới lớn mà. Người ta cũng toàn là cho đi đi ăn cỏ ở ngoài ruộng, ngoài đồng thôi. Vâng. Xin đây là nước chè. Cái chè này là ông tự đi hái về đúng không? Vâng. Vậy màu chè thì cũng màu là một vàng ươm rồi các bác này. Ở Nga có phải lắng ý thêm được con nữa không ạ? Ồ, Nga có mấy thứ chứ này à? Ừ. Ừ. Mình nó bỏ chín hơn không? Nó bỏ hơn không? Bỏ không? Chín nắm chà là cũng? Chín. Có rồi, chứ cửa. Hả cái cốt. Hết bỏ không đi. Bỏ mì. Cái mì ở đâu hả? Nắm ạ. Ừ. Chè này uống có vẻ như rất là ngọt nha. Vâng. Lúc đầu là đắng đắng một tí. Xong mà uống hết xong mới ngọt. Ừ. Cái này ơi ta ngầu trong tầng chép để mà cắn đi cho cái điều. Ở dưới cái chỗ thôn của cháu Lực cô bác này cũng có một cái đồi chè đấy, một đồi chè là một đồi chè đấy là đồi chè của bên hợp xã, thôn ở xã, nếu mà nhà nào trồng được thì là gia đình cũng lại có thêm mỗi một tháng là hình như là đi lấy một lần hay sao á. Vậy ông thì hiện tại là đang bị đau lưng này các bác này. Nếu mà ở trên kênh thì các bác nào mà có thuốc mà đau xương khớp cũng như là đau lưng thì cho cháu Lực xin về để cho ông bôi để cho bớt đau một chút các bác. Có lẽ là một phần là do là tuổi già, còn một phần là do ông những lần mà ông đi lấy củi đấy hay là lấy những vác nặng quá thì là bị luôn. Bắn đừ mấy cũng à, nước say à? Ô, cả văn Nga có vẻ ở nhà mà hơn này chứ nó say. À, thế là từ hôm qua là đi lấy cỏ về là hôm nay là bị nhiều hơn cô bác ạ? Lúc ông kể bảo là, kể với em là ông bị đau lưng là lúc còn nhỏ ông hay đi vác đá cho họ để làm cái sân cho họ thì với lại làm cái chuồng lợn nữa thì bây giờ ông mới đâu có lẽ thì ông mới bảo với em là không cho em vác nặng mà phải hốc viên mũ lại đi phải nông phát điện mà đi rút xây thế là từ cái lúc mà ông đang thanh niên cô bác này đi làm thuê mà vác đá để cho người ta làm sân đấy thật là bị từ lúc đấy lên làm cái gì thì cũng làm cho nó vừa sức của mình thôi. Thế bây giờ thì thấy ông như vậy thì sau này là lại khổ đấy chứ không phải là bây giờ mình đang khổ cho nên là người ta làm người ta cho mình làm cái gì là mình làm cái đấy đâu. Lúc là ăn đại luôn các việc nát lại đấy. Bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Từ phim này thì cũng khá là dài rồi và một lần nữa xin được cảm ơn bác Quang, bác Lê Quang ở Hà Nội và bác Đào ở bên Hòa đã gửi những phần quà cho em Quân cũng như là ông với bà. Thì có lẽ là bây giờ thì cháu Lực cũng xin phải nói là lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Quân, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ.